Hello, xin chào các bạn. MGN Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Có thể nói một trong những yếu tố giúp một tựa game thành công chính là ở cách kể chuyện tuyệt vời, điểm xuyến cho hành trình phiêu lưu táo bạo và khám phá thế giới thú vị. Và việc có một kết thúc đẹp chính là dấu chấm câu hoàn hảo cho một cốt truyện tuyệt vời. Tuy nhiên không phải tựa game nào cũng có thể để lại cho người chơi một cái kết thỏa mãn. Một tựa game được tạo ra không đơn thuần với mục tiêu chỉ để giải trí. Khi người chơi bắt tay vào một con game cũng là bắt tay vào hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng của một câu chuyện. Điều này đồng nghĩa với việc khi một tựa game kết thúc với một kết cục đáng thất vọng, nó sẽ khiến ngay cả những tựa game với gameplay hay nhất hay những cốt truyện tuyệt vời nhất dường như không đáng để bạn bỏ thời gian vào chơi nữa. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng Mi Game tổng hợp lại top 5 game mà theo Mi Game nghĩ rằng có cái kết thực sự khiến người chơi thất vọng tới mức muốn đập bàn phím, bỏ ăn, bỏ ngủ, không thiết sự đời nữa. Trước khi vào video, từ đừng quên ủng hộ Mi Game bằng cách nhấn like và share video này. Chưa subscribe thì subscribe lẹ làng cho tôi nha. Bây giờ thì vào video thôi. Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay chính là Bom Tấn Hóa Bom Xịt của năm 2020. Một tựa game cho đến hiện giờ vẫn còn rất nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến trái chiều. The Last of Us 2. The Last of Us kể từ khi được phát hành lần đầu tiên vào năm 2013 đã trở thành một ngôi sao sáng trong làng game và luôn được cộng đồng game thủ chờ đón phần tiếp theo. Và sau 7 năm dài đằng đẵng, cuối cùng thì Naughty Dog và Sony đã tung ra The Last of Us 2 trước sự kỳ vọng cực cao của tất cả mọi người. Tuy nhiên, hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. The Last of Us 2 nhanh chóng nhận về một cơn bão phẫn nộ của người chơi và vô vàn những đánh giá tiêu cực. Một trong những nguyên nhân chính tạo nên làn sóng tẩy chay này của The Last of Us 2 chính là nằm ở cốt truyện và cái kết ending khiến người chơi rất chấm hỏi. Tiếp nối câu chuyện của phần game The Last of Us năm 2013, với mở đầu là Joe và Ellie lúc này đang sống bình yên ở hạt Jackson do em trai Tommy xây dựng và lãnh đạo. Ellie kết bạn với Dina và GC và bước vào một mối quan hệ tình cảm với Dina. Và một ngày không được đẹp trời cho lắm, một nhóm bạn dẫn đầu là Abby xuất hiện và nện chết Joe bằng một cái gậy bóng chảy. Đau đớn và bị ám ảnh bởi cái chết của bác Joe, Ellie cùng nhóm bạn của mình và Tommy thề sẽ trả thù. Sau khi trải qua một hành trình dài đằng đẵng, Ellie còn ra tay giết cả một người vô tội, thậm chí là phụ nữ có thai, rồi mất tất cả bạn bè chỉ để trả thù được Abby. Thì kết cục người chơi nhận được là gì? Chính là Ellie buông tay, không trả thù nữa. Cái giá mà cô phải trả là trở thành ly tám ngón tay và cô đơn quay trở về nơi ở của mình. Thật ra thông điệp mà Naughty Dog muốn gửi gắm đến cho game thủ cũng khá là nhân văn. Đó là vòng tròn của sự thù hận sẽ không bao giờ đem đến một cái kết tốt đẹp. Tuy nhiên ý tưởng thì hay ho, nhưng lúc bắt tay vào làm thì lại đầy lỗi. Khi Ellie và Abby đụng độ với nhau lần cuối cùng, cả hai đã quyết định có một trận chiến một mất một còn. Abby thì cắn mất hai ngón tay của Ellie, và Ellie gần như kết liễu đối thủ, đã nhớ lại những khoảnh khắc với Joe mà tha mạng cho Abby. Đây là một chi tiết khá là vô lý, vì nếu khi chúng ta gần đạt được điều mình muốn và nhớ lại động lực ban đầu, chúng ta sẽ càng quyết tâm để đạt được nó hơn. Nếu như ở đoạn flashback cuối cùng, Joe nói gì đó đại loại như là đừng trả thù vì trả thù chỉ chuốc lấy hận thù và đau khổ, thì việc Ellie bỏ qua khi nhớ đến ký ức với Joe sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Nếu như muốn cái kết trở nên thực sự có ý nghĩa, Ellie cần phải giết Abby. Sau khi Abby chết, việc Ellie nhận ra rằng cái chết của kẻ thù không khiến cho cô hạnh phúc và việc cô mất đi gia đình cùng với mối liên kết cuối cùng với cha nuôi sẽ trở thành hình phạt dành cho Ellie. Chứ đằng này Ellie trả thù thì không được, bạn bè cũng mất, hai ngón tay để gầy đàn cũng bị cắt đứt. Người ta sẽ nói hành động này là trộm gà không được mà còn mất năm thóc. Có thể nói rằng game trinh thám là một thể loại game khá kén người chơi vì nó đòi hỏi game thủ phải có tư duy logic cùng tính nhẫn nại để có thể nghiên cứu và nắm rõ những thông tin mà game cung cấp cho bạn, từ đó sâu chuỗi chúng lại và phá án. Và một trong những tựa game tôi khuyên anh em nên chơi thử nếu bước chân vào thể loại game này đó là L.A. Noire. L.A. Noire là một bộ phim về cuộc đời của viên cảnh sát Cole Feld làm việc tại sở cảnh sát Los Angeles. Người chơi sẽ bắt đầu với tư cách là một nhân viên tuần tra, sau đó tăng cấp dần và phá được những vụ án hình sự khó nhằn, đúng như những bộ truyện mà chúng ta hay đọc. Cộng tác với các ban ngành khác nhau, người chơi sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp từ các đồng nghiệp để hỗ trợ Feld điều tra vụ án. Sau mỗi trường hợp được giải quyết, người chơi nhận được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao tùy thuộc vào hiệu suất của họ trong những lần thẩm vấn và tìm kiếm manh mối. Mặc dù gameplay hay ho và những vụ án hack não được thiết kế tỉ mỉ như thế, thế nhưng L.A. Noire lại quyết định sẽ ném cho người chơi một cục tức cực kỳ mang tên là ending. Như tôi đã nói ở trên, người chơi sẽ phải vào vai một cảnh sát mẫu mực và trải nghiệm chuỗi nhiệm vụ phá án với những vụ án nan giải cực kỳ.
Chúng ta, những người mang hoài bão trở thành người hùng và công lý, sẽ luôn chiến thắng, đã phá được rất nhiều vụ án từ nhỏ nhặt như là cướp xe, ăn trộm đến buôn ma túy và cho tới những vụ án hình sự như là giết người. Những vụ án càng lớn, tỷ lệ thuận với việc người chơi sẽ được lên chức càng nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên, nhà phát triển game là Tim Bonney đã quyết định rằng con game này không thể êm đẹp như thế được. Đến với những chương cuối cùng, sau khi sâu chuỗi các vụ án lớn nhỏ lại với nhau, thì Caulfield phát hiện ra một tổ chức bí mật đang thao túng chính quyền và dưới danh nghĩa là một anh hùng bảo vệ công lý, người chơi quyết định phải tìm ra bằng chứng để buộc tội chúng trước ánh sáng. Thế nhưng đời không như mơ, một mình vị thanh tra trẻ không thể nào đối đầu lại được cả một tổ chức lớn tới mức thâu tóm được cả chính quyền và kết quả là bị đi tới mức phải nghỉ việc. Và trong chương cuối cùng, vì để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Hope Boom, một người đồng đội cũ khi còn đi lính, Caulfield đã hy sinh tính mạng của mình và chết đuối trong đường ống cống ngập nước. Cái chết của Caulfield cũng đã khép lại những vụ việc xấu xa của tổ chức bí ẩn kia. Và lũ quan chức chính quyền tham ô vẫn sống phè phỡn, sung túc mà không nhận bất kỳ sự trả giá nào trước pháp luật. Và con game này đã khiến tôi tức tối cả tuần trời vì những gì mình cố gắng chỉ mong có thể khiến cho bọn ác nhân kia phải trả giá cho những tội lỗi của chúng trước pháp luật, cuối cùng để trở thành công cốc. Đương nhiên tôi biết rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng lý tưởng như những kế hoạch chúng ta định ra. Và rõ ràng rằng công lý không phải lúc nào cũng chiến thắng, không phải kẻ ác nào cũng phải trả giá. Tôi biết hết mấy cái chân lý sống này rồi, thế nên mấy ông làm game không cần thiết phải giáng dạy lại cho tôi nữa đâu. Kết lại, vẫn là đờ mờ bọn làm game nha. Cái tên tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay là Mass Effect 3. Đây là một tựa game hành động nhập vai được phát triển bởi BioWare và phát hành bởi Electronic Arts, hay còn được biết tới với cái tên là EA. Mass Effect 3 được phát hành chính thức vào ngày 6 tháng 3 năm 2012 và đánh dấu chương cuối cùng trong bộ 3 video game của series Mass Effect và hoàn thành câu chuyện về Commander Shepard. Vào năm 2012 đổ về, có rất ít những tựa game được chờ đợi và mong ngóng như là Mass Effect 3. Cũng một phần vì đây là tựa game cuối cùng trong trilogy game nhập vai thể loại khoa học viễn tưởng của BioWare. Mass Effect 3 đưa người chơi trở lại vào vai của Commander Shepard. Tại thời điểm này đã trở thành một anh hùng và là một huyền thoại sống trong toàn thiên hà. Sau khi phải miễn cưỡng làm việc cho tổ chức Cerberus và đánh bại được kẻ địch Collector trong Mass Effect 2, những khó khăn và thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi Shepard ở phía trước. Theo sử sách được ghi chép lại ở trong game, cứ mỗi 50.000 năm trôi qua, một giống loài có tên là Reaper sẽ trở lại dải ngân hà và tiêu diệt toàn bộ những sinh vật hữu cơ đang sinh sống trong thời kỳ đó. Vào thời điểm Mass Effect 3 bắt đầu, trái đất đang phải hứng chịu sự tấn công của Reaper. Hàng triệu người đang phải sống trong đau khổ và chết đi mỗi ngày. Nhiệm vụ của người chơi chống trả không chỉ cho trái đất và loài người, mà còn cho số phận của những chủng tộc người ngoài hành tinh khác đang phải hứng chịu sự tấn công của Reaper trong dải ngân hà. Shepard cùng đồng đội không thể một mình chống trả lại sức tàn phá kinh hoàng của Reaper được và họ cần sự giúp đỡ. Hai tựa game Mass Effect trước đây tập trung vào việc khám phá vũ trụ và xây dựng danh tiếng cũng như là mối quan hệ. Mass Effect 3 cũng như vậy, nhưng lần này là đi sâu hơn vào việc đưa ra những quyết định và hệ quả của chúng. Điều này lại một lần nữa đem đến cho người chơi một câu chuyện cực kỳ xúc động với lối kể chuyện vô cùng sâu sắc và tuyệt vời. Là một anh hùng được biết đến rộng rãi trong toàn vũ trụ, Shepard cần phải vận dụng hết khả năng của mình để loại bỏ các mối thù hằn xưa cũ giữa các chủng tộc và đem họ lại với nhau để cùng chiến đấu chống lại Reaper như một mặt trận thống nhất. Đây là cơ hội duy nhất nếu họ muốn chiến thắng. Nói khách quan thì Mass Effect 3 không phải là một tựa game tệ, ngược lại nó còn là một tựa game rất đáng chơi. Tuy nhiên, đó là khi người chơi chưa khám phá đến ending của nó. Trong suốt tựa game, người chơi sẽ phải chọn những lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến kết thúc cuối cùng của tựa game này. Nghe thì hay đấy, nhưng cũng rất nhiều tựa game thành công với lối gameplay này. Tuy nhiên Mass Effect 3 lại khác, bởi vì tựa game này đã lừa dối người chơi. Bạn bắt đầu tựa game này với lời hứa hẹn là lựa chọn của bạn sẽ thực sự rất quan trọng và kết cục bạn nhận được là gì. Không có một cái kết thực sự nào tốt trong bất kỳ cái kết nào. Tất cả ending đều tệ, mặc cho người chơi đã cố hết sức. Tại sao lại cố cho người chơi có một cái ảo tưởng mình có quyền lựa chọn và quyết định của mình thực sự quan trọng, nhưng thực chất của nó chỉ là một cốt truyện tuyến tính. Cũng chính vì lý do đó mà Mass Effect 3 đã nhận về một cơn bão phẫn nộ từ người chơi. Sự phẫn nộ này lớn tới mức BioWare phải thêm một ending thay thế thông qua DLC. Tuy nhiên sự cố gắng sửa chữa sai lầm này của BioWare cũng không thể bù đắp được sự thất vọng của fan hâm mộ. Đáng lẽ ra, phần game cuối cùng của Mass Effect nên được đóng lại bằng một cái kết thỏa mãn người hâm mộ, thay vì được nhắc đến như một phần game có cái kết đầy thất vọng và phẫn nộ như vậy.
Silent Hill 2 đã, đang và sẽ luôn được đánh giá là phần game xuất sắc nhất toàn bộ series Silent Hill, cũng như là một trong những tựa game kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Silent Hill 2 không chỉ là một tựa game kinh dị, hù dọa thông thường, mà nó còn đào sâu nỗi sợ của mỗi người bằng những góc cạnh tăm tối nhất của con người. Nội dung của phần 2 lấy trung tâm là nhân vật James Sunderland, người đàn ông tuyệt vọng trong chuyến đi tìm sự thật về cái chết của vợ mình, Mary. Lá thư kỳ lạ được gửi từ chính người vợ đã chết vì bạo bệnh của anh sau 4 năm đã dẫn anh đến thị trấn Silent Hill, nơi đã từng chất chứa những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, đồng thời đã trở thành địa ngục phán xét cho James. Trong quá trình khám phá thành phố, James gặp gỡ Maria, một phụ nữ có ngoại hình rất giống Mary, Angela Orozco, một cô gái đang đi tìm mẹ của mình, Eddie Dombrowski, một thanh niên mập mạp với những hành vi kỳ quặc, và Laura, một bé gái bí ẩn có vẻ đã từng gặp và hiểu rõ Mary. Mỗi người đến thị trấn này đều có một ám ảnh về quá khứ và thị trấn này đã gọi họ tới để họ đối mặt với chính bóng tối của mình. Tôi không thể nào phân tích hết trong một phần thế này được nên sẽ hẹn anh em trong một video khác nha. Cả hành trình của James trong Silent Hill 2 chính là hành trình đi tìm lại người vợ đã mất vì bệnh tật của mình. Tuy nhiên sự thật là gì? Thật ra vợ anh không hề mất do bệnh mà chính tay James đã giết chết vợ của mình và chạy trốn quá khứ. Và rồi thị trấn câm lặng đã gọi anh quay lại để anh phải đối diện với địa ngục trong tâm trí mình, hay còn gọi là Otherworld. James là một nhân vật phức tạp, trong anh có cả sự yêu thương, hy sinh, chung thủy với người vợ của mình. Nhưng đồng thời nó cũng đi cùng với sự bất mãn, giận dữ và mệt mỏi khi phải đấu tranh với căn bệnh của vợ. Những con quái vật trong thế giới của James thường xuất hiện trong hình dạng đầy tính ẩn dụ về tình dục. Hầu hết những con quái vật mà James nhìn thấy đều mang hình hài hay gợi nhớ đến cơ thể của phụ nữ, Lying Figure, Mannequin, Bubbleheadness. Chúng luôn để lộ ra đôi chân cùng vùng xương hông đầy nữ tính, đặc biệt là con Mannequin với hai cặp chân dính liền và đối xứng nhau. Bọn chúng không gì khác là biểu tượng cho sự bất mãn về tình dục của James, một người vợ bệnh tật cùng bản tính chung thủy khiến anh không thể nào giải tỏa được nhu cầu sinh lý của mình. Những suy nghĩ có phần bệnh hoạn được nảy sinh. Ngoài ra nếu để ý, chúng ta sẽ thấy hình ảnh cái giường xuất hiện liên tục trong game. Những con trùm cuối thường là những sinh vật dị dạng, la hét và dính chặt lấy chiếc giường sắt bệnh viện. Phải, đó là nỗi ám ảnh của James về người vợ bệnh tật liên tục gào thét và xua đuổi James. Người vợ mà anh yêu thương cũng như sợ hãi của mình. Một nỗi ám ảnh khủng khiếp và đáng sợ hơn cả cái chết. Trong ending Live, hay còn gọi là ending đẹp nhất của game, chúng ta thấy một đoạn phim James ngồi cạnh giường của Mary lúc cô sắp chết và cầu xin Mary tha thứ, và Mary đã chấp nhận lời tha thứ của anh. Cô nói cô cũng muốn chết và muốn mọi đau đớn đều chấm dứt. Ban đầu James nói rằng anh không thể chịu đựng được cảnh cô như thế nên đã làm như vậy. Nhưng sau đó James bật khóc và nói anh chỉ là một kẻ ích kỷ. Anh ghét cô trong tình trạng như thế này. Anh muốn cô chết để anh bắt đầu cuộc sống mới. Mary mỉm cười nói rằng anh không phải là con người như thế. Rồi đưa cho James lá thư thứ hai, yêu cầu anh tiếp tục sống cuộc sống của mình và thanh thản nhắm mắt. Cảnh game kết thúc với việc lá thư được đọc và James đi cùng Laura qua nghĩa trang để rời khỏi Silent Hill. Đây không phải là một ending khiến game thủ tức tối như ending của những tựa game trước trong danh sách. Nó để lại cho chúng ta sự ngỡ ngàng, câm lặng, xen lẫn vào đó là sự bực tức về hành vi ích kỷ của James. Tuy nhiên cũng khiến cho chúng ta cảm thấy thương hại cho anh chàng này. Và điều khiến bản thân tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng khi xem ending này không phải là vì ending này phá hủy hoàn toàn tựa game, mà là vì nó quá thành công. Thành công tới mức khiến tôi phải tự hỏi bản thân mình rằng nếu mình là James, liệu mình sẽ làm gì trong tình huống như thế? Và tôi nghĩ rằng không ít anh em sẽ phải thất vọng về chính bản thân mình khi phải đấu tranh với những suy nghĩ đối lập trong đầu giống như tôi đâu. Far Cry 3 là một tựa game phiêu lưu kết hợp với bắn súng góc nhìn thứ nhất, được phát triển bởi Ubisoft và được phát hành vào cuối năm 2012. Bối cảnh của Far Cry diễn ra trên một hòn đảo nhiệt đới nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Người chơi sẽ được hóa thân vào Jason Brody, một anh chàng người Mỹ. Jason và hai người bạn của mình đã cùng nhau đến hòn đảo Rook để du lịch. Nhưng không may, họ đã bị cướp biển trên đảo bắt làm con tin. Vas Montenegro là tên cầm đầu nhóm cướp biển, đã lên kế hoạch để đòi tiền chuộc từ gia đình của họ và sẽ bán họ đi làm nô lệ. Người chơi bây giờ phải chiến đấu để bảo vệ bạn bè của mình, đồng thời chống lại cướp biển và thoát khỏi hòn đảo chết chóc này. Sau một hành trình dài đằng đẵng với những thử thách khó nhằn, tưởng chừng người chơi có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, thay vào đó, người chơi lại phải đứng trước hai lựa chọn mà cái nào cũng tệ như nhau. Một là người chơi phải chọn giết tất cả bạn bè của mình và làm vua của hòn đảo này. Hai là không giết bạn bè của mình và trở về cuộc sống bình thường. Cái kết trở về cuộc sống bình thường nghe có vẻ là yên ấm đấy. Tuy nhiên, nó không hề liên hệ một tí nào với quá trình chơi game trước đó của người chơi. Tựa game chỉ đơn giản là hết ở đó.
không có hậu quả hay bất kỳ một câu chuyện nào sau đó cả. Tuy nhiên, nếu người chơi chọn giết bạn bè của mình và ở lại hòn đảo, sẽ là một cảnh người chơi với nữ hoàng Citra, rồi sau đó cô ấy giết bạn. Rõ ràng đây là một nghi lễ kỳ lạ nào đó, và đây cũng là hình phạt cho việc bạn trở thành kẻ xấu khi giết chết bạn của mình. Tại sao người chơi không thể chọn một cái kết nào khác ngoài một cái kết cụt lùn, nhàm chán và một cái kết bị giết sau hàng chục giờ ngồi cày bừa con game này? Tôi cũng chẳng có nhu cầu đi với một nữ hoàng để rồi bị giết khi chưa xong cơn sướng. Game chơi thì hay đấy, nhưng kết thì như bíp, phí cả thời gian của tôi. Ok, vừa rồi là top 5 con game có cái kết gây thất vọng do Mi Game tổng hợp. Có tựa game nào thực sự để lại cho anh em một sự tức tối khi chơi tới ending không? Thì hãy để lại comment cho Mi Game biết nha. Thôi không than nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyên mục meme nổi bật để xem meme nào trong group xạo lìn của Mi Game hôm nay được lên sóng nào. Chiếc meme ngày hôm nay thuộc về bạn Nguyễn Hòa với hơn 2,2k react trong group xạo lìn của Mi Game. Nếu vậy thì ông nào đang điều khiển tôi, làm ơn nạp tiền và cho kênh Mi Game nhanh 1 triệu sắp đi, chứ cày chay này mệt lắm rồi. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên cả thứ năm nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.